Rất vui được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình truyền hình thanh niên. Chương trình do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài truyền hình thành phố thực hiện. Trong chương trình kỳ này, Đăng Khoa xin được mời quý vị và các đồng chí sẽ cùng đến với những hoạt động tình nguyện hè sôi nổi của đoàn viên thanh niên thành phố trong tuần vừa qua. Trại rèn luyện bậc 1 năm 2024, trại thanh niên xung kích linh hoạt và sáng tạo của cụm thi đua số 1 gồm thành phố Thủ Đức, quận 1, quận 3, quận 5, quận 10, quận Tân Bình đã diễn ra sôi nổi tại công viên Lê Thị Riêng. Trại rèn luyện năm nay có sự tham gia của 289 trại sinh. Tham gia trại lần này, các bạn trại sinh có hơn 12 tiếng thi đua kiểm tra kiến thức, kỹ năng và tinh thần đồng đội qua 16 môn thi ở 4 phần thi: sơ cấp cứu, nhận biết cây thuốc nam, múa hát tập thể quản trò, nghi thức hội liên hiệp thanh niên, nút dây và dựng lều. Trại rèn luyện là sân chơi bổ ích nhằm bồi dưỡng và xây dựng lực lượng cán bộ hội, thủ lĩnh thanh niên có chuyên môn về nghiệp vụ công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, vững về kỹ năng trong hoạt động thanh niên, đáp ứng yêu cầu về công tác tập hợp thanh niên. Đồng thời, đây cũng là dịp để phát triển các nhân tố đủ năng lực, kỹ năng, bổ sung cán bộ hội và bồi dưỡng lực lượng tham gia các hội trại kỹ năng cấp thành phố, trung ương, được công nhận đạt chuẩn tại trại rèn luyện là thành quả của sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của mỗi cán bộ hội, hội viên trong công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26 tháng 6 năm 2024, Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Chỉ huy các chiến dịch tình nguyện hè phối hợp với Công an thành phố tổ chức ngày hoạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện xung kích phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội điểm cấp thành tại quận 8 và huyện Bình Chánh với các nội dung thiết thực. Tại lễ khai mạc chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn đã trao tặng phương tiện sinh kế, một xe nước mía cho thanh niên tiến bộ nhằm đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp và hỗ trợ phát triển kinh tế. Qua đây, ban tổ chức chương trình đã trao vật dụng chuyên dụng cần thiết cho đội hình tham gia phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội. Đoàn Công an thành phố cũng đã tặng dụng cụ cào xóa quảng cáo sai quy định cho đoàn viên thanh niên quận 8. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ quận đoàn đã trao giấy khen cho 16 đội hình thanh niên xung kích phòng chống tội phạm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhằm khích lệ các bạn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên. Đoàn Thanh niên Công an quận 8 và đại diện 16 đoàn phường thuộc quận 8 đã thực hiện ký kết các hoạt động phối hợp trong công tác phòng chống tác hại ma túy và tệ nạn xã hội. Theo đó, Ban Thường vụ quận đoàn 8 phát động 10 ngày cao điểm tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy và tệ nạn xã hội trong đoàn viên thanh niên và người dân. Sau lễ khai mạc, các bạn chiến sĩ tình nguyện đã tiến hành bóc xóa quảng cáo sai quy định tại các tuyến đường Hưng Phú, Ba Đình và Nguyễn Duy, đẩy lùi tín dụng đen và xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp. Thực hiện sơn vẽ tuyên truyền phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trên bản tường tại hẻm Nguyễn Duy. Thông qua các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của các chiến sĩ tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh. 100 chiến sĩ nhí tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào học kỳ quân đội với chủ đề Học làm chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch tình nguyện hành quân xanh lần thứ 18 năm 2024 do Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Tư lệnh thành phố tổ chức xuyên suốt 6 ngày từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 năm 2024 tại Trung đoàn Gia Định. Tại đây, các em chiến sĩ nhỏ là con em cán bộ thuộc lực lượng vũ trang, con em cán bộ công chức viên chức, công nhân lao động trên địa bàn thành phố và thanh thiếu nhi không may mất người thân trong đại dịch Covid-19 sẽ được tham gia các chương trình huấn luyện, trải nghiệm trong quân ngũ, từ đó giáo dục cho các em các kỹ năng, nhân cách, lối sống, kỷ luật, trách nhiệm. Chương trình là môi trường giúp các em thiếu nhi được hiểu hơn về công việc của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, thêm yêu và tự hào về dân tộc và đất nước, có tinh thần trách nhiệm bảo vệ và phát triển Tổ quốc. Đại hội Câu lạc bộ Luật gia trẻ lần thứ nhất nhiệm kỳ năm 2024-2029 đã diễn ra tại Hội trường Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để các thành viên câu lạc bộ thảo luận, góp ý về quá trình hoạt động trong thời gian qua. Câu lạc bộ Luật gia trẻ thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trực thuộc Hội Liên hiệp Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 2021. Trải qua hơn 3 năm hoạt động, câu lạc bộ đã đạt nhiều kết quả quan trọng và có nhiều đóng góp tích cực, góp phần vào thành công chung của phong trào thanh niên cũng như xây dựng và củng cố tổ chức Hội Liên hiệp Việt Nam thành phố. Tham gia câu lạc bộ Luật gia trẻ thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên phải có bằng cử nhân luật và không giới hạn về địa bàn cư trú, sinh sống và làm việc. Câu lạc bộ sẽ là môi trường để các thành viên hỗ trợ, học hỏi lẫn nhau, không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn trong ngành luật. Bên cạnh đó, cùng nhau tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho người dân, tạo nên giá trị và xây dựng bản sắc riêng của câu lạc bộ trong tương lai.
Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, đồng thời đưa ra những đề xuất, giải pháp và hành động cụ thể góp phần thúc đẩy xây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển vững mạnh. Đại hội đã thống nhất hiệp thương đồng chí Ngô Việt Bách làm chủ nhiệm câu lạc bộ luật gia trẻ lần thứ nhất nhiệm kỳ năm 2024-2029. Nằm trong chương trình của chiến dịch tình nguyện hè năm 2024, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ra quân các hoạt động tình nguyện hè tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Đoàn tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh tại mặt trận nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm nay có 120 chiến sĩ tình nguyện kỳ nghỉ hồng và chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh. Hội thầy thuốc trẻ và văn nghệ sĩ trẻ sẽ tổ chức các hoạt động tình nguyện tại tỉnh Atapu và Champasak. Tại mặt trận huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, có 48 chiến sĩ tình nguyện kỳ nghỉ hồng và chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh. Trong suốt 2 tuần hoạt động từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, các chiến sĩ tình nguyện sẽ triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, tập trung phát triển các nội dung liên quan đến nông nghiệp, canh tác thủy lợi tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và phát triển du lịch bền vững tại Phú Quý. Đặc biệt năm nay là dịp kỷ niệm 20 năm các hoạt động tình nguyện hè tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chia sẻ tại buổi lễ, đồng chí Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời động viên và dặn dò các chiến sĩ trước khi lên đường. Đặc biệt là năm thứ 20, các hoạt động tình nguyện hè tại Lào càng cần phải nỗ lực gắn bó với người dân và các bạn cán bộ Lào để hoàn tất các nội dung thật tốt nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của chiến sĩ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng chung kết cuộc thi đua xe ô tô mô hình tự chế Mini Car Racing lần thứ 8 năm 2024 đã diễn ra sôi nổi tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 350 sinh viên thuộc 70 đội đến từ 10 trường đại học cao đẳng thuộc khối ngành kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Trà Vinh và trường Arike Nhật Bản tham gia. 27 đội đua xuất sắc vượt qua vòng loại với các vị trí nhất các bảng và thành tích hoàn thành trận đấu với thời gian sớm nhất, chính thức tranh tài ở vòng chung kết. Đây là lần thứ 8 Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng phối hợp với Khoa Cơ khí Động lực tổ chức cuộc đua xe ô tô mô hình tự chế. Mini Car Racing là những chiếc ô tô mô hình do các bạn sinh viên tự thiết kế, chế tạo tối thiểu 50% sử dụng động cơ xăng dung tích 22-33 cm3, có cấu tạo và nguyên lý hoạt động giống như chiếc ô tô trong thực tế. Những chiếc xe nhỏ nhắn và chinh phục đường đua dài 76m âm này. Ban tổ chức đã cải tiến đường đua về mặt thiết kế, vật liệu chế tạo bằng thép, kết cấu chắc chắn, đồng thời tăng các chướng ngại vật, tăng thêm nhiều thử thách về những đoạn đường cong, cầu dốc. Điểm đặc biệt của cuộc thi là sản phẩm xe mô hình có sự kết hợp giữa phần cơ khí, điện và điện tử và ứng dụng công nghệ IoT, Internet of Things, để điều khiển ô tô mô hình từ xa bằng điện thoại thông qua Wi-Fi. Để chiến thắng, một chiếc ô tô mini phải hội tụ các yếu tố, tính cơ động khi vượt địa hình, thiết kế tinh tế, điều khiển từ xa linh hoạt cùng các yếu tố thẩm mỹ và sáng tạo. Qua 8 lần tổ chức, hội thi đã trở thành sân chơi học thuật, nâng cao tinh thần sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học, đồng thời giúp sinh viên ứng dụng lý thuyết vào thực hành, cũng như bắt kịp xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, hướng đến sử dụng các vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường, lan tỏa thông điệp vì một cuộc sống xanh, khám phá tương lai đến các bạn sinh viên Việt Nam. Kính thưa các đồng chí và các bạn, tháng 3 vừa qua, Hội sinh viên Việt Nam thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết liên tịch về việc triển khai hoạt động thực tập sư phạm cho sinh viên tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ trong năm học 2023-2024. Đoàn sinh viên thực tập đầu tiên đã đến xã đảo Thạnh An thực hiện công tác giảng dạy. Đây cũng là lần đầu tiên các điểm trường tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ có đoàn sinh viên thực tập từ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 100 km về phía đông, là xã đảo duy nhất của thành phố với 5.000 người dân sinh sống. Cùng những bất tiện về giao thông đã kéo theo sự khó khăn về y tế, giáo dục trên địa bàn xã.
Các điểm trường học nơi đây mặc dù đã nhận được sự quan tâm, đầu tư từ các cấp lãnh đạo, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn về nhân lực và phương thức giáo dục. Trong gần 3 tháng qua, 10 sinh viên năm thứ tư ngành giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non đang học tập tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến không khí sôi nổi cho mỗi buổi học tại trường mầm non Thành An và trường tiểu học Thành An khi các bạn đến thực tập sư phạm. Đoàn thực tập đợt này có 7 bạn sinh viên khoa giáo dục tiểu học, 3 sinh viên khoa giáo dục mầm non cùng 2 giảng viên của khoa sẽ đồng hành phụ trách hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho sinh viên thực tập. Vốn có nhiều lo lắng trước ngày tham gia chuyến thực tập, nhưng khi đến với xã đảo, các bạn sinh viên đã nhanh chóng thích ứng, dần yêu mến cuộc sống con người nơi đây. Là trưởng nhóm của đoàn thực tập, bạn Cung Thiên Bảo, sinh viên năm thứ tư ngành giáo dục tiểu học, đã chuẩn bị rất kỹ các nội dung để hướng dẫn các em học sinh. Trước khi lên xã đảo, thì lúc mà mình vừa đăng ký xong, thì mình biết tin là mình đậu cái việc lên xã đảo thực tập này, thì mình cảm giác rất là lo lắng. Và lo lắng về nhiều thứ, về cơ sở vật chất cũng như điều kiện học sinh nơi đây. Nhưng mà khi mà đến đây rồi thì mọi lo lắng của mình dường như nó biến mất. Tại vì mọi thứ ở đây nó đều không giống như mình nghĩ lúc còn ở thành phố. Còn về cảm giác ở đây thì trước tiên là lúc nào mình cũng sẽ cảm thấy nhớ nhà một chút. Nhưng mà bù lại thì các thầy cô hướng dẫn thực tập ở đây rất là vui vẻ. Và các thầy cô đều muốn tạo điều kiện cho tụi mình có một kỳ thực tập thuận lợi nhất có thể. Thầy cô thì trao cho tụi mình rất là nhiều kiến thức mới, không chỉ ở trong việc dạy học, ngoài ra còn trong công tác chủ nhiệm và những cái kiến thức khác ở về ngành giáo dục tiểu học này. Và ngoài ra các bạn học sinh ở đây cũng rất là dễ thương và lễ phép, cho nên là điều đó làm cho cái kỳ thực tập này của mình cảm thấy dễ dàng và vui hơn rất là nhiều. Còn đối với các bạn sinh viên thực tập khác, hành trình lần này có đôi chút khác biệt khi các bạn tham gia với một tinh thần tình nguyện và khát khao được cống hiến, được gieo con chữ nơi xã đảo còn nhiều khó khăn của thành phố. Lúc ban đầu đăng ký đi thì em cũng nghĩ là mình đi tình nguyện bình thường thôi. Tới một cái nơi mà kiểu mình chưa biết tới để mình có cái gì mình giúp đỡ được thì mình sẽ làm. Mà khi tới đây rồi nhận được nhiều cái điều mà em không nghĩ tới, như là tình cảm của mọi người, của giáo viên hướng dẫn ở đây, rồi của học sinh. Mấy bé học sinh ở đây thì dễ thương lắm. Nhưng trước giờ em cũng đi thực tập rồi thì chưa có trường hợp nào mà cũng như là mình đi ra ngoài á, mình gặp học sinh thì học sinh nào cũng chào mình. Chỉ cần vài bước đi mà chỉ cần gặp học sinh thôi là học sinh luôn chào tụi em. Cho nên tụi em hay giỡn với nhau là nửa mét là 10 lời chào. Xuống đây là cũng là một xã đảo duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh, lại xa nhà, cho nên là mình cũng có những cái lo lắng như là về đi xuống đây thì không biết là những người như thế đây sẽ như thế nào, rồi môi trường lớp học ở dưới đây như thế nào, và những giáo viên có giống như ở trên thành phố hay không, và các bé nữa. Khi mà mình đặt chân đến xã đảo Thành An thì mình có những thay đổi những cái suy nghĩ của mình. Các cô ở đây rất là yêu thương và chia sẻ tận tình những cái kinh nghiệm mà các cô đã giảng dạy. Khi mà tụi mình chuẩn bị lên tiết chạy thì tụi mình sẽ soạn những giáo án, thì trong đó là cô sẽ áp dụng những cái phương pháp qua những cái môn học mà tụi mình đã được học. Ví dụ như là phương pháp khi dạy thể chất, dạy ngôn ngữ, âm nhạc thì sẽ được các cô ở đây hướng dẫn là mình sẽ phải soạn giáo án như thế nào, lên tiết như thế nào và chuẩn bị giáo cụ như thế nào. Tuy ở đây điều kiện thì mình mua những cái học cụ để lên tiết thì rất là khó khăn.
nhưng mà được các cô rất là hỗ trợ nhiệt tình. Các cô có thể hỗ trợ được, các cô sẽ hỗ trợ cho mình hết mình. Lần đầu tiên xã đảo đón nhận sinh viên về thực tập tại các điểm trường, ban giám hiệu nhà trường cùng với các thầy cô cũng hết sức vui mừng, đồng thời tạo điều kiện cho các bạn về nơi ăn chốn ở cũng như hoạt động giảng dạy tại trường. Qua đó tiếp thêm động lực và tạo môi trường thuận lợi cho các bạn sinh viên hoàn thành kỳ thực tập một cách trọn vẹn. Lần đầu tiên trường Thượng Thành An có các bạn sinh viên về thực tập tại trường. Khi các bạn sinh viên về thực tập tại trường thì nhà trường có nhiều cái sự thay đổi, có những kiểu nét tươi mới hơn trong các cái hoạt động của nhà trường, các cái phong trào như là hoạt động trải nghiệm đầu giờ, là các cái tổ chức các cái ngày hội, các cái hoạt động học tập giảng dạy. Đặc biệt là học sinh rất là thích thú những cái giáo sinh, những giáo viên mới, trẻ, năng động, sáng tạo trong quá trình tập luyện, rồi là tổ chức các cái hoạt động trò chơi, vui chơi để giảng dạy. Thì đội ngũ giáo viên của nhà trường cũng có cái sự đam mê được tiếp theo cái năng lượng từ những bạn trẻ của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó thì giúp cho cái môi trường sư phạm của nhà trường nó càng ngày càng hoạt động nó náo nhiệt hơn, sôi nổi, và trong đó có những cái niềm vui lan tỏa từ những cái năng lượng của bạn trẻ. Khi có kế hoạch mà được các bạn sinh viên về thực tập tại nhà trường thì ban giám hiệu nhà trường cũng xây dựng một cái kế hoạch hướng dẫn riêng cho các bạn sinh viên. Trong đó nhà trường lựa chọn những giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, rồi có năng lực chuyên môn rất là vững vàng để kèm cặp hướng dẫn những bạn sinh viên này. Giáo sinh được chủ động trong cái việc học tập chuyên môn từ những giáo viên của nhà trường, có nhiều cái cơ hội tiếp xúc với học sinh, được thực tập, thực giảng ở trên lớp. Có những buổi thì giáo viên hướng dẫn sẽ giao toàn quyền chủ động cho sinh viên như là một giáo viên thực thụ của nhà trường. Lần đầu tiên có sinh viên thực tập thì có ý nghĩa rất lớn đối với nhà trường. Thứ nhất là về vấn đề nhân sự thì các em sinh viên cũng đã hỗ trợ rất là nhiều cho nhà trường về công tác nhân sự, cũng như là tham gia tất cả các hội thi của ngành cũng như là trường hay là ủy ban tổ chức. Các em sinh viên sẽ được cọ sát với thực tế rất là nhiều. Các em được tổ chức các hoạt động như là giáo viên thực thụ của lớp. Thì qua quá trình cọ sát với thực tế thì các em sẽ học hỏi rất là nhiều về kinh nghiệm, có những cái bước tiến kỹ hơn về cái công tác chuyên môn. Với các em học sinh trường tiểu học Thành An, mặc dù còn những ngại ngùng trong những lần đầu khi các bạn thực tập sinh đứng lớp, nhưng các em cũng nhanh chóng làm quen và yêu mến bởi sự nhiệt huyết và tận tâm của các bạn sinh viên thực tập. Em rất là hạnh phúc vì có mấy thầy cô từ trường Đại học Sư phạm đến trường để thực tập. Và mấy thầy cô rất là thân thiện, vui và nhiệt tình chỉ tụi em bài. Hành trình 70 ngày trên xã đảo Thành An với các bạn sinh viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là những bài giảng mà còn là hành trình tích lũy kinh nghiệm sống và làm việc, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của một nhà giáo tương lai, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ tại xã đảo duy nhất của thành phố, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các khu vực khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên kỳ này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin đóng góp cho chương trình, xin mời quý vị và các đồng chí gửi thư về địa chỉ Ban biên tập truyền hình thanh niên, số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Email: truyenhinhthanhnien.thanhphohochiminh@gmail.com. Số điện thoại: 028 38 298 669. Một lần nữa, Đăng Khoa xin chào và hẹn gặp lại.